Phật gia giảng rằng vạn vật đều có sinh mệnh, tuy nhiên việc không thấy nên nhiều người thường không tin, hoàn toàn không biết được bản thân mình là gì, cũng không hề biết được cảm giác, lý niệm, tư tưởng, tính cách của mình đến từ đâu. Kỳ thực hết thảy những tư tưởng và hành vi của con người đều chịu sự chi phối của các chuẩn vật chất sinh mệnh trong nhiều không gian khác. Vậy nên khổ, phải chăng, cũng là một sinh mệnh? Vì sao người hay than khổ cứ mãi không hết khổ? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé! Cách nhìn nhận của người xưa về vấn đề này rất rõ ràng. Nhiều điều mà người hiện đại cho rằng chỉ là khái niệm trừu tượng hoặc chỉ tồn tại trong phạm vi ý thức và tư tưởng, thì người xưa lại cho rằng chúng cũng là tồn tại vật chất, thậm chí là những sinh mệnh chân thực. Ví dụ, người hiện đại thường nghĩ tiêu chuẩn đạo đức chỉ là khái niệm có trong tinh thần con người. Nhưng ông bà ta lại giảng rằng đức là một loại vật chất có thể tích lũy được, cũng có thể bị mất đi. Do đó người già thường nói những lời răn dạy như hãy làm việc tốt để tích đức, đừng làm việc xấu nếu không sẽ mất đức. Cũng theo cách nói này, những khái niệm mà chúng ta cho là trừu tượng như khổ sở, hoạn nạn, phiền muộn, dưới con mắt người xưa hết thảy đều là những sinh mệnh. Vạn vật đều có linh. Vào thời nhà Hán, Hán Vũ Đế Lưu Triệt trong một lần du ngoạn về phía đông đến ải Hàm Cốc, trên đường gặp một con vật hình dạng giống như trâu, đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh, bốn chân co rút xuống đất, dù ai khiêng đẩy thế nào cũng không xê dịch. Các quan nhìn thấy đều lo lắng, chỉ có đại thần Đông Phương Sóc, vốn là người đa tài hiểu biết rộng, vẫn điềm tĩnh như thường. Đông Phương Sóc bảo thị vệ lấy rượu rót lên con vật lạ. Rượu rót vào thì con vật mờ dần, rót hơn chục bình rượu thì nó tan biến. Vua và các quan đều ngạc nhiên, khi hỏi nguyên cớ thì Đông Phương Sóc đáp: quái vật này tên là ưu phiền, vốn do hoạn nạn sinh ra. Nơi này từng là nhà tù của nhà Tần khi xưa. Những tù nhân gặp nạn đều tụ tập ở đây. Họ uống rượu cho quên đi ưu sầu, vì vậy ưu phiền có thể bị rượu làm tiêu mất. Hán Vũ Đế gật đầu khen: khanh quá là người uyên bác, cái điều này mà cũng biết. Theo ghi chép này, Đông Phương Sóc đã tiết lộ cho chúng ta biết rằng ưu phiền, khổ nạn thực ra chúng đều là sinh mệnh. Trong các sách cổ còn rất nhiều những câu chuyện khác nữa, tình tiết tuy khác nhau nhưng đều chung một ngụ ý rằng những gì mà chúng ta cho là trừu tượng hoặc duy tâm như tinh thần, ý thức, khổ nạn, phiền muộn thực ra đều là những sinh mệnh. Người hay than khổ thường không hết khổ. Người xưa có câu nghi tâm sinh quỷ ám, thời nay chúng ta cũng có cách nói. Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống sẽ như thế đó. Tức là nếu chúng ta cứ nghi ngờ, lo lắng, u sầu phiền muộn hoặc than thở trách móc thì trên thực tế chính là đang trong vô thức mà cầu cái khổ cái phiền. Lại có một chuyện vào đời nhà Tấn như sau. Lạc Quảng có một người bạn cũ đến thăm, hai người cùng uống rượu trò chuyện. Trên tường nhà Lạc Quảng có treo một chiếc cung. Bóng cung hắt vào ly rượu thành hình con rắn. Người bạn nhìn vào cứ ngỡ trong rượu có rắn thật, liền vô cùng sợ hãi. Nhưng vì nể Lạc Quảng nên vẫn uống hết ly rượu. Sau khi về nhà, người bạn cứ ám ảnh mãi vì cho rằng mình đã trúng độc của rắn, nên nằm trên giường không thể ngồi dậy. Rốt cuộc ông đã thực sự đổ bệnh. Lạc Quảng hay tin liền đến thăm bạn. Người bạn kể chuyện uống ly rượu rắn cho ông nghe. Lạc Quảng sửng sốt một hồi mới hiểu ra rồi cười nói: vốn không có con rắn nào cả, đó chính là cây cung tôi treo trên tường. Bóng nó phản chiếu vào ly rượu làm ông nhìn lầm thành con rắn đó mà thôi. Người bạn bây giờ mới giải tỏa được nghi vấn trong lòng, không lo lắng gì nữa, bệnh tình tự nhiên thuyên giảm. Vốn dĩ ông ta không có bệnh, nhưng vì tâm sợ hãi mà cứ cho rằng mình đã uống phải rắn độc, rốt cuộc thành ra phát bệnh. Khi bỏ cái tâm ấy đi thì bệnh cũng không cánh mà bay. Câu chuyện này chính là nguồn gốc của thành ngữ bôi cung xạ ảnh,
nghĩa là bóng sáng trong cốc, ngụ ý nói về những người cứ mãi lo lắng chuyện không đâu, suy nghĩ hão huyền, rốt cuộc dẫn đến phiền phức thực sự cho cuộc sống của họ. Điều này chứng tỏ rằng khi chúng ta lo sợ điều gì một cách vô lý, ví như cứ mãi cảm giác mình có bệnh, thì thực sự có thể khiến cái bệnh ấy tìm đến. Cũng vậy, nếu chúng ta cứ mãi than phiền khổ sở, kêu ca oán trời trách đất, thì chính là chúng ta đang cầu mong cái khổ nạn ấy đến. Vậy nên, những người hay than khổ, cứ mãi gặp chuyện không may, vẫn mãi không hết khổ. Ngược lại, một người nếu trong nghịch cảnh mà vẫn có thể tích cực đối mặt, thì tự nhiên khi cái khổ sẽ đi qua, may mắn sẽ mỉm cười với họ. Vậy nên, những suy nghĩ tích cực, tự tin, lương thiện, chân thành và tình yêu thương chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp cho vận mệnh cũng như sức khỏe con người. Vì chúng cũng là các sinh mệnh, nhưng là những sinh mệnh ở tầng cao. Khi một người phát tâm lương thiện và từ bi càng to lớn, thì tâm tính người ấy càng gần hơn với các đặc tính của vũ trụ. Đặc điểm của từ thiện là biết nghĩ cho người khác. Ai ở trong cảnh giới ấy thì thái độ phi thường, hòa ái thân thiện, ở đâu cũng rộng lượng, nghĩ cho người khác. Nhưng cần phân biệt điều đó với thân tình. Thân tình cũng là biết nghĩ đến người khác nhưng có tư tâm, chỉ đối tốt với người thân cận bên mình mà lãnh đạm với người khác. Dĩ nhiên, những sinh mệnh cấp thấp phải chịu sự ức chế của sinh mệnh cấp cao. Thậm chí khi đối diện với sinh mệnh cấp cao thì nó sẽ bị giải thể. Vậy nên, sinh mệnh lương thiện có thể hóa giải triệt tiêu những sinh mệnh khổ nạn hay oán giận, ghen ghét, đem lại bình an, may mắn. Lại nói, trong nhà Phật cũng giảng, khổ là nghiệp từ đời trước và đời này tích tụ mà sinh ra. Nếu con người có thể từ trong khổ mà vẫn bảo trì được trái tim thiện lương ngay thẳng, thì nghiệp sẽ tự nhiên tiêu mất và đức sẽ lại đến. Đức ấy có thể đổi lấy những may mắn, những điều tốt đẹp sau này. Do những điều kể trên không thể nhìn thấy, nên nhiều người không tin. Vẫn lầm tưởng rằng những cảm xúc tiêu cực như khổ não chính là bản thân mình, là những thứ tự nhiên mà có. Từ đó trong vô thức bị những sinh mệnh đó chi phối mà không hề hay biết. Con người hễ đã lâm vào hoàn cảnh này thì rất khó nhận ra chính mình, làm cho bản thân mãi trầm luân nơi bể khổ.